ông đừng có đánh cô ấy. Nếu muốn lấy xe của tôi thì lấy đi, đừng có đánh cô ta, đừng có đánh mà. Anh Khánh, anh Khánh à, anh bình tĩnh lại đi. Đây là nhà em mà, không có ai đánh anh với em nữa đâu. Anh bình tĩnh lại đi, anh Khánh à. Cô là ăn cướp hả? Bớ người ta, ăn cướp, ăn cướp. Xin các ông đừng hại cô ta. Giang các ông mà, tôi lại các ông mà. Giang các ông mà, tôi lại các ông mà. Trời ơi, trong cơn mê loạn anh vẫn xem thường mạng sống, chỉ vì một cô gái mới quen, chưa biết tuổi lại quen tên. Anh đã xem thường mạng sống, chỉ vì sự an nguy của một kẻ lạ. Sâu nặng ơn của anh tôi mang suốt cuộc đời này, nên tôi phải đền đáp nghĩa ơn này. Thôi, tới giờ rồi, tôi phải đi học đây. Nè, cô tìm xe khác mà đi đi. Đường còn xa mà sắp chiều rồi, chắc là tôi về không kịp rồi. Cầu Phật trời cho anh mau tính lại, tôi mới không dài dò dai rước lương tâm. Thôi, cô đón xe khác đi, tôi đi học nha. Cũng vì cứu mình mà anh ấy bị mất trí. Có lẽ số kiếp đã ràng buộc hai chúng ta. Mẫn ơi, Mẫn. Mẫn à, gạo nè con. Con nấu đỡ đi, chừng nào hết mình cứ sang bên dì mà lấy. Dạ con cảm ơn dì. Kìa dì không biết nữa. Tuy không họ hàng, nhưng hàng xóm kề cận bao lâu nay. Từ khi bây còn nhỏ xíu vậy, có khác chi là ruột thịt. Bây đừng có ngại gì hết á. Ủa, rồi chồng cháu đâu rồi? Dạ, anh ấy mới vô nhà. Chà, có cách nào chạy chữa cho nó không cháu? Để kéo dài hoài vậy đâu có tốt. Cháu cũng biết vậy, nhưng giờ làm sao đây dì Mười? Còn thằng Hải, tội nghiệp nó lắm à. Từ lúc con đi lên Sài Gòn, chiều nào nó cũng đến trước nhà con, ngồi thật là lâu ạ. Cho đến khi tối mịt nó mới chịu về. Cháu biết, nhưng mà cháu phải đành phụ lòng của anh ấy. Gia đình nó cũng giàu có, nó lại là con trai duy nhất, nên muốn gì được cái nấy. Vậy mà nó lại thương cháu. Chứ đã có nhiều nơi muốn kết tình thân tu kê, bạc tiền dư để dư ăn, thế mà nó chẳng bằng lòng. Thằng Hải nó để giả thương con, trong khi bao cô gái đang cầu cạnh. Con chớ tự làm khổ đời mình. Con bây giờ chưa biết ít sao, chỉ gian gái trời Phật xót thương. Cho anh Khánh mau bình tâm trở lại, thì con mới được yên tâm nghĩ đến tương lai mình. Vì không biết cách nào để giúp con, cho cậu ta mau lành bệnh. Bởi làm người ân nghĩa phải phân minh. Con nghĩ là số kiếp con người thành bại vì do ơn quá công. Cháu nói cũng phải, vì thương cháu cho nên có mấy lời khuyên. Chứ tính toán ra làm sao thì tùy ở cháu. Ở đời mà, ai muốn lấy bùn trét lên mặt bao giờ. Dạ con cảm ơn dì. Thôi dì về nghe, có cần gì thì chạy sang qua bên dì ha. Dạ. Thank you.
chết rồi. Gạo không có đủ cho mình ăn, sao anh đem cho gà ăn? Đưa đây cho em mà. Tôi nấu cơm mà sao lại lấy gạo của tôi? Khổ ghê vậy đó. Anh đã vì ai phải mang tấm thân điên loạn trọn kiếp này? Khanh ơi, làm sao em có thể xa anh được? Đó chỉ là một lý do để cho người ta ngụy tạo ra hậu biện bạch cho việc làm của mình. Ủa, anh Hải, anh mới đến hả? Tôi không phải là mới đến đây, mà thật ra tôi đã đến từ lâu rồi. Nhưng có lẽ là số của tôi không may mắn, nên người ta đi sao mà về trước. Anh ta là tên khùng khiếu ở đâu mà lại được cô yêu quý thương chiều. Không nên xúc phạm đến người ta, ai cũng có quyền tự do. Tôi gắn bó với ai là do tôi lựa chọn. Sao cô không chọn nơi xứng lứa vừa đôi mà lại đi gắn bó cuộc đời với một người loạn trí vô tâm? Biết phải nói sao cho anh hiểu nỗi lòng, cuộc sống hợp đều có nhân duyên. Nhân duyên. Hai tiếng đó cô nói ra làm cho tôi nghe mai mỉa. Mỗi lần tôi nói đến hắn ta thì cô bảo rằng tôi xúc phạm. Sao cô không nghĩ là lòng ưu ái của tôi bao lâu nay đã bị cô xúc phạm một cách nhẫn tâm không thương tiếc? Mẫn, cũng vì nắng lòng với cô mà bao năm qua tôi đã mỏi mòn trong đời. Quên tuổi thanh xuân đang ngày tháng qua. Bỏ tâm chân tình của tôi phũ phàng để trao cuộc đời mình cho một người cuồng loạn ngu ngơ. Hắn có quyền lực chi làm cho cô quy phục? Hắn có sức quyến rũ gì để cho cô phải tự nguyện cam tâm, để cho cô bỏ cả tuổi thanh xuân đáng mời gọi, chọn cuộc sống gian truân với một tương lai mịt mờ đen tối? Của anh tôi xin ghi tạc, nhưng đã làm thân con gái như hạt mưa xa, biết đâu đại ca hoặc xa ruộng đồng. Chuyện trăm năm trong tình nghĩa vợ chồng, nào mấy ai biết đâu mà lựa chọn. Cuộc đời này ai cũng muốn mình có một tương lai đẹp đẽ tốt tươi, nhưng cũng có những hoàn cảnh mà ta không làm sao cưỡng lại, thân như con thuyền trong cơn lốc xoáy của đại dương. Nợ duyên đâu chớ gần, tình duyên ngàn dặm, gặp một lần thì không thể xa nhau. Mẫn, cô xem nhẹ tình cảm của tôi dành cho cô bao lâu nay như vậy sao?
phải là tôi xem nhẹ tình cảm của anh đâu, mà tôi tự xét thân phận của mình không dám nuôi cao giọng. Mận, Mận ơi, cha mẹ tôi đã chọn cho tôi nhiều nơi xứng đáng, nhưng lòng tôi vẫn lạnh lùng không một chút chuyện lai. Bởi tất cả lòng tôi đã trao gửi cho ai? Một cô gái nghèo cuối cùng, nào ai biết được cái nỗi lòng nhiều quẩn khúc. Mà tình cảm con người khó giải cho xuôi, khi hay tin cô lìa bỏ làng quê, lòng tôi như điên dại. Tôi căm ghét cây cầu con đường nhỏ đã đưa ai rời bỏ làng quê, để rồi khi hay tin cô trở lại chốn xưa, nỗi vui mừng chưa vơi thì đã nghe lòng chết liềm. Ôi bao nhiêu năm cận kề nhau, sao cô không quen hơi bên tiếng chị với một kẻ mới quen, mà sao cô đành tâm trao gửi cuộc đời. Anh Hải à, tình cảm con người không làm sao giải thích được. Có lẽ do chúng tôi đồng cảm với nhau về thân phận lạc loài côi cút, cho nên tuy mới gặp gỡ lần đầu đã trói chặt cuộc đời nhau. Cô về đâu? Tôi đưa cô đi. Tôi về xa lắm. Xa cỡ nào xe anh cũng chạy tới mà. Xe ôm của anh là xe tốc hành Sài Gòn Hà Nội mà em gái. Phải không đó? Đừng có thấy người ta dưới quê lên mà nổ sảng ra cha. Cô em về đâu vậy? Dạ em về Sông Bé, Thủ Dầu Một đó. Xa lắm. Biết rồi, Sông Bé Bình Dương đó chứ gì. Dạ không phải đâu, Sông Bé Thủ Dầu Một cũng vậy thôi cô em ơi, chỉ có Thủ Thừa Thủ Thiêm là khác thôi à. Người ta không biết mà cười gì mấy cha. Rồi 100 đi không? Gì 100 ngàn hả? Giá nó mềm rồi đó cô em ơi. Đây đó gần mà, nói gì dữ vậy? Sao cô biết gần? Tôi đi hoài à. Vậy bớt 80 đi không? 30 đi. Trời, trời ơi, 30 sao đi? Đi Bình Dương trả 30. Má ơi má, để dành tiền cưới chồng đi má. Sao cô không đi xe đò cho nó rẻ? Chứ đi xe ôm đến đó họ về xe không, nên tính mắc lắm. Em không biết đường. Vậy mà nói tôi đi hoài, bẹt cà na quá. Hay là để tôi đưa cô vô bến xe đò rồi chỉ cho cô đi được không? Không ấy, anh đưa giùm tôi đi luôn lên đó đi, rồi cái tôi trả tiền cho anh. 40 chịu không? Đi Bình Dương 40 nè, có ai chạy không? 40 nhường cho mày đó, xe tao không chạy bằng nước lạnh được. Thôi anh Khánh ơi, ráng làm phước đi, mai mốt anh có vợ đẹp đó. Khánh ơi Khánh, nhớ đem theo tiền giá giỏ nghe. Kệ, cô ta không có rành đường, để tôi đưa cô ta đi làm phước mà. Ráng làm phước đi để kiếm vợ. Cô em lên ngồi ôm nó chặt chặt nha, thằng này nó chạy dữ lắm đó. Coi chừng nha, coi chừng chở cô em xuống Thủ Dầu Hai đó.
tính sao? Tôi đâu biết tính sao. Không ấy, anh tính giùm tôi đi. Trời đất, chuyện của cô sao bảo tôi tính. Thôi, cô cho tôi xin tiền xe đi, để tôi về. Sắp tối rồi đó. Bộ anh định bỏ tôi ở đây hả? Cô nhờ tôi đưa lên đây. Giờ tới rồi đó. Cô trả tiền cho tôi để tôi đi về. Tôi đâu có tiền. Trời đất, bộ cô giỡn chơi sao chứ? Tôi nói thiệt tình đó. Tôi định lên đây xin tiền của dì tôi trả cho anh. Chứ tôi đâu có về. Bà ấy bán nhà dọn đi mất hồi nào tôi không hay. Thôi, chuyện đó là của cô. Phần tôi là đưa cô đến nơi đến chốn theo cô yêu cầu, thì cô phải trả tiền cho tôi về. Đường thì còn xa, lại sắp tôi đến nơi ngại lắm cô ơi. Xin anh tội nghiệp cho người lỡ giận, anh bỏ tôi ở đây, tôi biết làm sao. Cái cô này lạ quá, tôi đã giúp cô rồi. Với cái giá đó hả, là tôi đã thiệt thòi. Bởi thấy cô ở dưới quê mới đi lần đầu tiên nên tôi giúp cho cô. Đã giúp người lỡ giận thì giúp cho tròn, cho tôi theo anh trở về dưới kia. Cô trở lại thành phố làm gì? Cô có bà con ở dưới không? Không có. Nhưng mà về dưới á, ít ra tôi còn có anh á là người quen. Chứ ở đây có một mình à, rồi tôi biết làm sao. Trời đất ơi, thân tôi có một mình đây lo còn chưa xong, làm cách nào để giúp đỡ cho cô? Thì kệ nó, anh làm ơn cho tôi theo trở về đi. Ở đây lạ cảnh lạ người, có mình ơn à, tôi sợ lắm. Đưa cô lên đây tiền chưa có trả, giờ còn phải đèo cô trở về. Không biết tôi mắc cái sao chổi chà gì mà nặng quá trời của đất kia. Trời ơi, anh mận gì mà cằn nhằn dữ. Không ấy, tôi thế cái túi đồ này cho anh ha. Tôi là đàn ông lấy quần áo của cô làm gì? Thì anh đem bán lấy lợi tiền. Trời đất ơi, ba cái đồ xí muội này bán ai mua? Cho người ta còn không lấy nữa. Cô có vòng vàng gì không? Đem bán trả tiền cho tôi, không mấy tôi thưa công an á. Thôi mà. Thôi gì? Tôi đã năn nỉ anh nãy giờ, nếu như anh vẫn cứng lòng không chịu giúp cho người lỡ bước, thì anh cứ kêu người ta bắt tôi đi trừ nợ hoặc đánh tôi cho hả dạ. Nếu như anh còn tức giận ở trong lòng, chớ sợ thật là tôi cũng chẳng có dòng vàng. Trong túi này hả, chỉ có vài bộ đồ cũ, mà đó lại là tất cả tài sản to lớn của tôi. Trời ơi, bây giờ một cắt cũng không có mà cũng làm tàn. Tuy nó không đủ cho ta sống trọn đời, nhưng trước mắt nó giúp ta vượt qua lúc khó khăn này nè. Tôi từ chiều tới giờ có ăn hộp cơm nào đâu. Tôi cũng có ăn đâu. Mà có mấy trái ổi tôi hái ở vườn nhà, không ấy anh ăn đỡ hả? Trời đất, đói bụng mà ăn ổi, một hồi bỏ mạng luôn đó. Thôi, tôi không có ăn đâu. Giờ không biết làm sao mà về đây nữa. Thì lên xe anh chở tôi về. Chứ như hồi nãy chúng ta lên đây thì sao? Dám đâu. Hồi lên còn xăng, còn bây giờ đổ nước lạnh vô chạy hả? Ủa, bộ anh cũng hết tiền thiệt rồi hả? Không lẽ giỡn. Hôm qua tôi đóng tiền trường hết rồi, sáng nay còn có mấy ngàn đổ xăng. Giờ không còn đồng bạc cạo gió nữa. Ý ủa, bộ anh còn đi học hả? Rồi sao, không được hả? Được chứ. Được chứ sao không. Vậy là anh cũng có chí đó chứ. Thôi đi, tôi không cần cô khen tôi đâu. Giờ biết kiếm tiền đâu để đổ xăng đây nè. Ủa rồi anh định đi đâu á? Không lẽ đứng đây còn chờ gì nữa. Đúng là quan gia giữa đường.
nữa. Hết xăng rồi, dẫn bộ, sốt. Đúng là tai nạn mà. Thôi mờ, lỡ rồi, cằn nhằn gì nữa. Anh ấy ơi. Gì? Giờ tính sao? Ủa mà anh tên gì ạ? Tên gì không quan trọng, bây giờ làm sao có xăng để về nè. Ở đây vắng quá à, đâu thấy ai bán. Bộ có người bán thì có tiền mua sao? Thì nếu có người bán á, cái mình năn nỉ họ mua chịu á. Dám đâu. Thì cùng lắm tôi năn nỉ, họ mấy tôi thế giấy chứng minh của tôi cho họ. Ờ ha, có lý à. Vậy mà nãy giờ nghĩ không ra. Từ lúc gặp anh tới giờ mới thấy anh cười á. Anh ấy ơi, cười coi cũng có duyên lắm chứ. Trời đất ơi, giờ này mà còn ở đó. Cô tên gì vậy? Mẫn, tôi tên Mẫn. Còn anh? Khánh. Trời ơi, tên cũng đẹp quá hen. Khánh. Anh Khánh. Cái gì vậy? Đâu vậy? Thấy tên anh đẹp tôi gọi thử. Bộ còn đi học hả? Nghỉ rồi. Sao ạ? Giờ này còn ngồi đây, đêm nay làm sao đi học? Tại tôi mà anh bỏ học. Rồi ba má anh có rầy anh không? Giờ đây có nhiều lúc tôi lại thèm những trận đòn như ngày xưa. Tôi ham chơi tôi bỏ học, nhưng ước mơ đó không làm sao có được, bởi mẹ cha tôi. Giờ đây ở tận phương nào, tôi lạc loài trơ trọi một thân. Âm lạnh ra sao họ chẳng biết gì. Nhiều lúc bệnh hoạn ốm đau, tôi thèm hơi ấm của người thân. Những nơi xa xôi nào họ có biết gì. Tôi phải một mình chống chọi vượt. Thì giờ tôi cũng có người ăn ủi chở che nè. Nhưng mà tôi đâu phải là gia đình anh đâu. Thì ít ra cô cũng là bạn bè. Anh chịu nhận tôi làm bạn với anh hả? Ừ. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhiều lắm. Tôi không may cha mẹ mất sớm, sống chung với ông nội. Mấy tháng trước đây á, ông nội cũng bỏ tôi mà đi. Đó là tình thương duy nhất còn sót lại cùng bỏ tôi. Để lạc loài trơ trọi một thân, giữa cuộc đời lạc lòng một thân gái bơ vơ. Tôi thèm khát một tình thân thuộc, nên tôi mới đành nương nhờ. Sợ những cơn mưa nắng của cuộc đời. Tuy tôi còn có mẹ cha, nhưng cũng chẳng may mắn gì hơn cô. Nhiều lúc tôi cũng cảm thấy lạc loài, buồn tủi cho số phận mình. Vẫn còn có hy vọng là có ngày được hội ngộ người thân.
Còn tôi không còn có cơ hội nào gặp lại cha mẹ của tôi nữa. Tao sẽ cho mày đi gặp cha mẹ mày. Hả? Mày nhất nhất cho tôi bỏ mạng. Đi gì nghe không? Các ông ơi, tôi lại các ông. Tôi nghèo lắm, không có gì đâu. Các ông nghèo hả? Chìa khóa xe đâu? Nè, các ông ơi, cứ lấy xe của tôi đi. Đừng đụng đến cô ấy. Chìa khóa nè, chìa khóa nè. Chẳng những tao lấy xe mà còn lấy luôn mạng của mày và cả con nhỏ này nữa. Tôi già, các ông hãy tha cho cô ấy. Xe tôi đó, các ông cứ lấy đi. Buông cô ấy ra đi mà. Buông ra, anh nói rồi, tôi là chơi. Buông cô ta ra. Buông hả? Mận ơi, anh buông hả? Rớt mẹ lên, anh chạy xe từ xa tới kìa mày, chạy đi. Anh Khánh ơi, đừng bỏ em, đừng chạy bỏ em, Khánh ơi. Bỏ người ta không giúp chúng tôi, bỏ người ta. Khánh ơi, chờ. Kia, chị nhìn gì vậy? Dạ, tôi hỏi thăm người đưa vào cấp cứu hồi hôm á. Giờ tỉnh chưa vậy cô? Người bị cướp đó hả? Mà chị là gì của anh ta vậy? Dạ quen. Chỉ là bạn. Chị chỉ có thể về báo với gia đình anh ta là vết thương ở đầu máu bầm còn tụ trong ốc á, cần phải giải phẫu ngay. Ý trời, anh ấy đâu có gia đình ở đây. Vì vậy nên tôi mới nhờ chị đi kêu họ. Chết rồi, tôi làm sao mà kêu họ được? Vì họ ở nước ngoài á. Vậy chứ anh ta còn ai thân thích nữa hay không? Dạ tôi không biết nữa. Nhưng mà là bạn như tôi vậy được không? À, thôi cũng được. Vậy nhờ cô theo tôi gặp bác sĩ nha. Dạ. Vào đi. Việc gì đó cô Trang? Dạ thưa bác sĩ, cô này là thân nhân của bệnh nhân đưa vào cấp cứu hồi đêm, giường số 7, Lê Văn Khánh. À, cảm ơn cô. Mời cô ngồi. Dạ. Dạ cảm ơn bác sĩ. Dạ tôi... Cô là vợ của anh Khánh à? Vết thương trên đầu nặng lắm, cần phải phẫu thuật ngay. Dạ thưa bác sĩ, tôi không 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 thế nào. Cô không muốn chồng cô giải phẫu à? Dạ không phải, nhưng tôi muốn nói không á là gì. Bác sĩ ơi là gì tôi, thứ nhất không tiền, thứ nhì là tôi đây không phải là vợ của anh ta. Phải làm gì? Nếu như vậy anh ta không có người thân quyết định, rồi có xảy ra chuyện gì tôi biết trả lời sao đây? Nếu vậy tôi xin chịu phần trách nhiệm, xin bác sĩ thương tình mà giúp cho tôi sẽ về quê ban để lên đóng tiền cho anh ta. Chuyện cấp cứu mà chờ cô về bán đất, chắc là anh ta sẽ chết luôn đấy. Bác sĩ ơi, chính vì lẽ đó mà tôi xin bác sĩ hãy thương tình ra tay cứu giúp một
một lần xu ký trọn đời này. Tôi chẳng dám quên ơn. Này cô hãy đứng lên đi, đừng làm như vậy không nên. Việc này đâu chỉ riêng tôi mà còn phải có nhiều người mới cứu chữa được cho anh ta. Mạng sống của con người ta là thứ quý nhất trên đời, cứu sống một mạng người như cha mẹ tái sinh. Bổn phận chúng tôi là phải hết lòng vì người bên. Cô không cần mang ân nghĩa làm gì, nhưng còn một khó khăn là tiền đâu lo chữa trị cho anh ta. Bác sĩ, tôi gian lại bác sĩ. Bác sĩ tìm cách gì cứu cho anh ấy thoát chết. Thì dù có phải làm tôi làm mọi suốt đời, tôi vẫn cam tâm mà. Cô không phải là vợ hoặc thân nhân của anh ấy, tại sao cô lại nặng lòng như vậy? Bác sĩ ơi, người có biết đâu chỉ vì tôi mà anh ta mang tai họa. Anh ấy đã hy sinh sinh mạng của mình vì một kẻ mới quen. Nên dù hôm nay có phải đổi mạng sống của tôi đây để cho anh được bình yên như cũ, thì tôi cũng cam lòng. Tuy chúng tôi vừa mới gặp nhau chỉ có một lần, nhưng anh ấy đã xem thường tài tính mạng của mình để giải cứu cho tôi. Tôi tuy phận nghèo hèn ít học, nhưng không hiểu thế nào là ẩn nghĩa cao sâu. Anh ấy đã dám hy sinh cho một kẻ xa lạ vừa mới gặp, thì tại sao? Tại sao tôi không dám quên thân để đền trả nghĩa ân? Chân thành của cô đã làm cho tôi xúc động. Không ngờ sau vóc dáng mềm yếu kia là cả một tâm hồn đầy nhân ái. Bác sĩ ơi, có lẽ vì hoàn cảnh đã đẩy chúng tôi lại gần nhau, cho nên dù phải hy sinh cho nhau, tôi cũng không bao giờ hối tiếc. Cô ơi, tôi không cần biết giữa cô và anh ta ân nghĩa như thế nào, và cho đâu xảy ra tai nạn. Nhưng những lời lẽ chân thành của cô đã làm cho tôi tự vấn lại lương tâm. Người ta đã dành cho chúng tôi một mỹ từ cao quý, lương ly như từ màu. Thế thì tại sao tôi không dám hy sinh tất cả để cứu sống cho một mạng người? Vậy cô hãy yên tâm đi, tôi hứa sẽ cứu anh ta với tất cả lòng nhân ái của một con người và lương tâm của thầy cô. Tôi sẽ chu toàn những gì cần thiết để giữ một con người ở lại trần gian. Dạ cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Thôi thôi cô đừng làm vậy. Có điều này tôi muốn cho cô biết là tuy có thể cứu sống anh ta, nhưng do nơi da chạm quá mạnh vào đầu, thần kinh của anh ta cần phải có thời gian dài mới bình phục được. Dạ, chỉ cần cứu cho anh ấy sống trước đã. Rồi hoàn cảnh anh ta như cô đã nói, ai sẽ chăm sóc cho anh ta? Dạ tôi nè. Cô đã suy nghĩ kỹ rồi chứ? Dạ thưa bác sĩ, tôi đâu còn con đường nào lựa chọn khác nữa bác sĩ. Thôi được rồi, vậy tôi sẽ giúp cô. Thank you.
Chị Mẫn, bữa nay anh Khánh đỡ chưa chị? Dạ cảm ơn cô. Hôm nay anh ấy ăn được 2 chén cơm rồi, sức khỏe sắp bình phục. Chỉ còn... Việc đó để chút nữa bác sĩ sẽ nói cho chị biết. Việc gì vậy cô Trang? Việc chuyển viện cho anh Khánh đó mà. Chuyển viện? Chị yên tâm đi, hầu hết bác sĩ y tá đây rất thông cảm cho hoàn cảnh của chị và anh Khánh, nên mới sắp xếp cho chị phụ việc ở căng tin để chị kiếm thêm thu nhập. Nay nếu chuyển viện cho anh Khánh thì chúng tôi đã làm phiền các vị ở đây quá rồi, làm sao dám bận tâm cho cô bác anh chị nữa. Chẳng qua là con người giúp đỡ lẫn nhau thôi. Dạ chào bác sĩ. Chào cô. Tình trạng sức khỏe cậu Khánh hôm nay thế nào rồi cô Mẫn? Dạ cảm ơn bác sĩ, đã khỏe lại nhiều lắm rồi. Dạ chỉ còn... Còn chứng bệnh mất trí nhớ thì phải sang bệnh viện tâm thần, để bên đó người ta phục hồi trí nhớ cho cậu ấy. Dạ cảm ơn bác sĩ và các anh chị bấy lâu nay đã giúp đỡ lo lắng cho chúng tôi. Dạ thưa bác sĩ. Dạ còn... Cô an tâm đi, chúng tôi rất hiểu hoàn cảnh của cô và cậu ấy, nhưng thật tình thì chúng tôi đã làm hết trách nhiệm. Chúng tôi mong cô hiểu được cho những lời tôi sắp nói ra. Xin bác sĩ chớ ngại, tôi hiểu được lòng ông. Cô Mẫn ơi, tôi cũng thấy ai nay vô cùng khi phải bao vây cô. Quyết định của hội đồng là chúng tôi đã làm hết trách nhiệm, phải chuyển anh về bệnh viện chuyên khoa để cho người ta chữa trị, mới mong tinh thần trở lại như xưa. Dù kết quả ra sao chúng tôi vẫn khắc ghi ơn nghĩa của người ví như trời biên. Trọn kiếp này tôi chẳng dám quên. Tôi không giúp được cho cậu ta bình phục, lòng tôi vô cùng ân hận. Bác sĩ đừng bận dạ, ơn của người đã quá nặng. Đã đến lúc chúng tôi phải ra đi, ơn sâu nghĩa nặng của người tôi mang theo. Ở đây có một chút ít tiền là cả thành tâm, mong cô cầm lấy lên đường. Dạ không đâu, chúng tôi đã làm phiền bác sĩ quá nhiều rồi, giờ không dám nhận thêm bất cứ điều gì nữa. Cô Mẫn, cô Mẫn ơi, gần tháng nay chúng tôi được chứng kiến hoàn cảnh của cô. Cuộc đời này có lắm người bất hạnh, nếu như chúng ta may mắn được đủ ăn đủ mặc thì phải biết đùm bọc chở che cho những kẻ không may còn đang lặn hụp trong cuộc sống muôn màu. Trong cuộc sống ai ai cũng mong muốn sự sang giàu, chớ mấy ai muốn cuộc đời mình lẫn đẫn. Chẳng qua số phận mình nên phải cam chịu vậy thôi. Chúng tôi giúp cô là chỉ mong chia bớt phần nào bất hạnh, trong cuộc sống chung quanh mình còn đầy dẫy chuyện thương đau. Vậy khuyên cô chớ bận tâm suy nghĩ chuyện ân nghĩa đó, chẳng qua là bổn phận của chúng ta trong cuộc sống con người. Dẫu biết vậy, những kẻ thọ ân cũng không nên dựa vào đó để làm phiền lòng nhân ái của người khác. Chúng tôi đã được các vị giúp đỡ quá nhiều, giờ có thể tự xoay sở được. Dạ xin nhường lại cho những người có cùng cảnh ngộ như chúng tôi. Nếu cô nói vậy chúng tôi không ép, nhưng rồi làm sao cô... Cảm ơn bác sĩ đã lo lắng. Bấy lâu nay khi giúp việc ở dưới căng tin á, tôi cũng có dành dụm được một ít, có thể tự trang trải được. Nếu cô nói vậy thì chúng tôi yên tâm rồi. Vậy để tôi nhờ phòng y vụ viết giấy chuyển viện cho cô.
Hy vọng cô sẽ gặp nhiều may mắn. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Đó đó đó, nó đó, nó chứ không ai vô đây hết á. Chuyện gì vậy chị? Hả, chuyện gì vậy? Nè nè, cô y tá à, tôi nhờ cô trình việc này với bác sĩ. Nếu không á, chúng tôi thà xin chữa ngoại trú còn hơn á. Nè, mà chuyện gì? Chị nói tôi rõ tôi nghe coi. Tôi nói con nhỏ này nè, trời ơi, nó ghê lắm. Nhưng nó vô đây nè, nó làm ra vẻ mặt tội nghiệp để móc túi người ta. Thừa cơ không có ai để ý á, quơ sạch hết rồi đi. Trời ơi, tôi biết mà, nói chứ còn ai á, tìm nó quá trời tìm rồi mà. Nè, chị bình tĩnh lại đi. Có chuyện gì, chị mất đồ hả? Không phải mất đồ, mà là mất tiền. Lúc sáng á, khi tôi đi mua cháo trở vô, tôi để cái bóp tiền ở dưới cái gối đây nè. Bây giờ á, cái bóp không cánh nó mà bay. Ai vô đây? Tôi hỏi cái cô ai vô đây? Trong phòng này nè, chỉ có tôi và cô ấy à, là người mạnh khỏe nhất à. Nhưng đó cũng đâu phải là lý do mà chị đổ tội cho chị ấy đâu. Cô còn binh cô ta nữa à. Mới ban đầu vô đây nói là vợ chồng, sau đó thì nói là bạn. Bạn gì mà nuôi nấng, ấm bồng có khác gì chồng vợ với nhau. Bảo không có gia đình nghèo còn bị cướp, ăn cướp nó lấy được gì. Sao ông kia bị thương còn cô ta thì bình yên mạnh khỏe. Chị khoan kết tội cho người ta, khi chị không bắt tận tay thì sao bảo là cô ăn cắp. Tôi thấy cô ấy tuy nghèo nhưng không phải là người xấu. Nếu chẳng phải cô ta thì ai dám vô phòng. Việc này nên xét lại coi. Đéo tội nghiệp cho người hiền. Tôi chắc là cô ấy chứ không còn ai đâu. Nếu người ngoài mà sao biết tôi để tiền ở đây. Cô ấy là kẻ nghèo hèn. Không phải nghèo rồi xấu hết đâu chị ơi. Cô đừng có bên cô ta. Việc này nếu không lấy tiền lại đuổi cô ta đi á, thì tôi thưa tội bao che của cô á. Chị dựa vào đâu mà nhất định cho cô ta lấy tiền của chị? Ôi mệt quá, tôi không hơi đâu nói chuyện với mấy người. Để tôi thưa với ban giám đốc coi họ xử sao. Đó 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 đó, đó nó về đó, nó về đó. Ủa, có chuyện gì vậy chị Phan? Cô Trang, chà, có cái mặt làm bộ giả nai kìa. Trời 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 trời, cái mặt này á làm chết đi. Chị Mẫn à, chị Phan đây á, chị mất tiền mà chị nghi là chị lấy đó. Tôi không nghi, mà tôi chắc chắn đề quyết là cô chứ không ai hết á. Phải, vì nơi đây chỉ có tôi là nghèo hơn hết phải không? Mà nghèo thì có thể là đầu đề cho người ta nghĩ mình là một kẻ bất lương. Quên ơn trả quán cho người, mắt người mà lòng dạ thú. Giờ có bằng lòng để tôi xét á thì mai ra tôi mới tin. Chị xét người tôi? Không dám à? Sợ à? Tôi biết lắm mà. Nè nè, chị kia, chị đừng có quá đáng nghe chưa. Vào đây rồi á thì ai cũng bình đẳng như nhau hết trơn á. Nghèo hay giàu, người ta ai cũng có nhân cách và lòng tự trọng hết á. Tự trọng? Không phải chồng mà nuôi người ta như vợ,
Người như vậy có nhân cách không? Các người cho tôi biết coi. Chị Phan à, tôi cảm ơn chị mấy hôm trước đây đã có một vài sự giúp đỡ, nhưng không vì thế mà tôi để cho chị xúc phạm tôi một cách trắng trợn đâu. Tôi tuy nghèo nhưng có lòng tự trọng. Tự trọng? Tự trọng? Chị làm cái gì vậy? Nè, thì hãy coi tôi xét đây nè. Nè, rồi nè, đây nè. Cái gì đây? Bây giờ các người có binh vực cô ta nữa hay không? Có đồ đất, chị Mẫn đất mà. Chị Mẫn ơi, vậy là sao? Sao hả chị Mẫn? Còn sao gì nữa? Cô có nói hoàng cho cô ấy đâu. Chị Mẫn, tại sao chị im lặng như vậy? Tiền này ở đâu chị có? Của chị hay là của ai? Chị nói đi. Trời ơi, ôi những đồng tiền nhân nghĩa, vừa cầm lấy chưa xúc động thì nỗi hoang khuất trời. Là kẻ chống tình phản bội, chỉ có khổ tâm xin chị cứ giải bài. Nói được gì nữa, xấu hổ quá rồi. Làm bộ lấy nước mắt cá sấu để cho người ta thương hại, không dám đâu. Này đi theo tôi nè, và theo tôi lên văn phòng bảo vệ nè. Có chuyện gì lộn xộn ở đây vậy cô Trang? Dạ thưa bác sĩ, cái chị này nè, chị mất tiền cho nên chị hơn. Vừa rồi bảo vệ ở cổng có tình nghi mấy người giả vờ thăm bệnh để ăn cắp đồ, họ bắt được xét thấy có cái bóp tiền này nè, phải của cô không? Đúng rồi, cái bóp được của tôi nè. Đâu, chị coi lại có mất gì không? Trời ơi, may quá, nó còn nguyên, chưa mất thứ gì hết trơn á. Ủa vậy còn tiền này của chúng tôi cho cô Mẫn để cô đưa chồng chuyển viện đấy. Chị Mẫn ơi, chị Mẫn, cô ta đi rồi. Trời, không được, để tôi chạy theo nói cho cô biết. Cô Mẫn ơi. Đó, hoàn cảnh đưa đẩy cho chúng tôi gặp nhau và gắn bó cuộc đời với nhau như vậy đó. Còn phần sau thì anh đã biết rồi. Thế là cô đưa ảnh về đây luôn, không chuyển viện để chữa trị cho anh ấy à? Hoàn cảnh hiện tại thì anh đã biết rồi đó. Tôi định nhờ dì Mười bán giùm miếng đất này để lấy tiền. Mận, nghe em kể về cuộc hội ngộ và những ngày em đã trải qua, lòng tôi cảm thấy xót xa. Tôi chợt nhận ra tình yêu không phải chỉ cần ở gần bên nhau là có thể đời đời bền chặt. Kể từ hôm nay, tôi nguyện cùng em chia sẻ những khó khăn, yên lành trở lại như ngày xưa. Anh Hải,
em chớ bận tâm, tôi sẽ giúp cho anh Khánh trở lại bình thường, để cho em không còn chai chức trong lòng. Chuyện ân nghĩa kia không còn ràng buộc, để em an lòng lo xây đắp tương lai. Nếu như anh Khánh được bình tâm trở lại thì ân nghĩa anh càng lúc càng đầy. Tôi biết phải làm sao bao đáp cho trọn kiếp này. Mận ơi, không phải tôi giúp em trả nghĩa ân cho người, để rồi phải mang ơn tôi suốt kiếp, mà tôi chỉ mong giúp cho tâm hồn em thanh thản, lòng được trọn vui khi cất bước theo chồng. Em đã giúp cho tôi được hồi sinh khi sắp bước qua ranh giới của sự vĩnh hằng. Tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả để giúp cho em hoàn thành tấm nguyện riêng tư. Nhiều khi tôi nghĩ rằng mình bất hạnh không may, nhưng gẫm lại còn có những kẻ bất hạnh hơn mình gấp bội. Cảm ơn em đã cho tôi bài học lớn, kể từ nay tôi sẽ cùng em đem anh Khánh về với cuộc đời. Mẫn, xin em an tâm, tôi hứa là sẽ cố gắng chữa trị cho anh Khánh bình phục lại như xưa, để thỏa tâm nguyện của em bấy lâu nay mang nặng. Cảm ơn anh. Anh Hải. Bệnh rồi mà mấy hôm nay em không vui? Dạ đâu, đâu có gì. Em vui lắm chứ sao lại không. À, anh đói chưa? Để em vào nấu cơm cho anh ăn ha. Không, anh muốn em ngồi đây với anh. Cũng vì anh mà bàn tay em phải chai sần rám nắng. Mận, Mận ơi, gần một năm nay bao đắng cay nhọc nhằn, anh để em một mình gánh vác.
vàng tuổi xuân đời qua. Cầu anh sống vui như ngày xưa. Hôm nay tâm nguyện đã trọn là lúc ta mới chia lìa nhau. Mận giờ đây anh đã như xưa, tại sao ta phải chia lìa nhau? Mận ơi, gần một năm qua hoàn cảnh đã đưa đẩy chúng ta sống bên nhau với nghĩa danh chồng vợ. Tuy tình chưa nặng nhưng nghĩa cũng đã cao sâu. Giờ bão xa nhau làm sao không đau đớn trong lòng. Tuy chưa có lễ nghinh hôn nhưng đã gắn bó với nhau như nghĩa vợ chồng. Em đã chia sẻ với anh từng nụ cười tiếng khóc và những nỗi vui buồn mà cuộc sống đã ban. Mận ơi, tuy có nhiều lúc anh trong cơn mê loạn nhưng vẫn cảm thấy bên mình một hơi ấm thân thương. Em giờ đây đối với anh là lẽ sống, thì làm sao anh có thể thiếu em trong cuộc sống đớn đau này? Cuộc sống của hai ta mà những ngày đau thương đã kết chặt hai mảnh đời bất hạnh. Em đã mang đến cho anh niềm tin của cuộc sống, thì anh sẽ dâng tặng cho em vị ngọt của cuộc đời. Anh Khánh ơi, hạnh phúc cũng dễ dàng đến với chúng ta đâu. Để có được ngày nay em đã đổi bằng cả cuộc đời còn lại. Cầm bằng em đánh mất nụ cười từ đây. Không, không bao giờ anh để mất em. Em là cuộc sống của anh, không ai có thể cướp em khỏi tay anh được. Anh Khánh, cuộc đời ta khó mà đạt được hai điều cùng một lúc. Vì vậy anh hãy quên em mà về đi. Về để làm lại cuộc đời. Gia đình anh bên Mỹ về nhắn tin tìm anh trên báo kìa. Anh không về đâu cả. Đây là nhà của chúng ta, chính nó đã chứng kiến những ngày êm ấm của chúng ta. Anh Khánh, em không biết tại sao, tại
sao trời cao xui khiến chi cho chúng ta gặp nhau trong một hoàn cảnh quá bi thương. Bao nỗi đoạn trường và sự bạc bẽo của thế nhân trong cảnh sống khó khăn, bao lần nước mắt chan tuôn đã xé kết hai mảnh đời chúng ta, mảnh đời cuối cùng ràng buộc ân tình. Anh không màng nghề cao sang vàng bạc, thà là chúng ta cùng nhau sống lại những ngày tháng vừa qua trong tình nghĩa vợ chồng. Anh Khánh ơi, chuyện gặp nhau hay chia xa giữa cuộc đời này chẳng khác chi là chuyện bèo mấy tan hợp. Gần một năm qua bao lượt trăng tròn trăng lầy khuyết, giờ phải chia xa như ngọn gió xuân vào hạ gặp mưa rào. Anh đừng lưu luyến chi khi mùa xuân đẹp đẽ đã qua rồi, chúng ta hãy chôn chặt trong lòng làm kỷ niệm, để sau này nếu có hội ngộ sẽ gọi cố nhân. Dòng đời đã đến lúc rẽ chia, đừng miễn cưỡng lại mà hãy tuân theo mạng số. Anh ấy đi 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 chuyên và kẻ sắp sang thuyền như quyền trắng, ngày nào về quê sang chiêm quốc. Mận ơi, ngày xưa quyền trắng ra đi mang tên giai sứ mạng để đem về châu Âu châu Lý, còn chúng ta hai cuộc sống khúc côi nguyền gắn chặt vào nhau, không mãnh lực nào sẽ chia ta được. Anh Khánh ơi, cuộc sống vốn có lắm điều phức tạp, những điều ta ao ước đâu dễ dàng toại nguyện được đâu, nhất là hoàn cảnh của chúng ta thiếu trước hụt sau. Đồng tiền tuy không là tất cả, nhưng nó có một sức mạnh vô biên, chính nó đã giúp cho bao người vẹn toàn mơ ước. Nhưng cũng chính nó là thủ phạm đã làm tan vỡ bao mối tình buồn. Không bao giờ anh nên về xây dựng tương lai, cuộc sống mới đang đợi chờ anh. Có người nhắn tin tìm anh trên báo đây. Gia đình anh đã về và đang tìm kiếm anh. Vậy anh hãy về đi. Những ngày qua anh hãy xem như là giấc mộng. Không, anh sẽ không rời khỏi nơi đây mà không có em. Anh đòi hỏi nhiều quá. Anh muốn có tất cả cùng một lúc hay sao? Tôi không tham vọng như vậy đâu. Tôi thà sống kiếp đời mất trí còn hơn tỉnh ra mà phải mất người tôi yêu. Anh Khánh, giờ đây
anh không còn quyền để lựa chọn được nữa đâu. Không, tôi gian anh, tôi xin anh đừng cướp Mẫn trên tay tôi. Ân nghĩa của anh tôi sẽ đáp đền xứng đáng, nhưng xin anh đừng chạy chữa cho tôi. Có chi nhớ như ngày xưa, để rồi buộc tôi phải sống xa nàng. Tôi không cần anh trả cho tôi chi nhớ rồi, bắt tôi phải xa cách người yêu. Tôi biết là từ lúc gặp nhau cho đến khi anh mê loạn cuồng tâm, giữa hai người chưa có tình yêu. Nhưng giờ đây thì chúng tôi đã yêu rồi, nào ai biết rằng nó đến từ đâu. Tôi không tranh cãi với anh làm gì, hãy để cho Mẫn quyết định. Anh Hải, tôi rất trân trọng tình cảm của anh dành cho Mẫn, nhưng bên anh còn biết bao cô gái đang chờ đợi. Còn chúng tôi, cuộc sống bất hạnh đã kết chặt cuộc đời hai chúng tôi, không thể nào thiếu nhau được. Mẫn, em hãy đi với anh về Sài Gòn, chúng ta tạo cuộc sống. Anh Khánh, đây là cái giá phải trả cho anh có được cuộc sống như xưa. Vậy anh hãy quên em đi, về cùng gia đình sum họp. Mẫn ơi, nếu vì muốn cứu anh mà em phải hủy hoại cuộc đời với một người không yêu, thì thà cứ để cho anh sống đời điên loạn, chứ còn tỉnh lại làm chi cho chúng ta mỗi kẻ một đàn chia lìa. Mẫn ơi, nếu như lòng em đã quyết trao gửi cho ai, thì tôi có sung sướng chi khi làm người chiến thắng. Thà mình làm người thua cuộc mà còn được chút niềm vui khi nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc vuông tròn. Vậy hai người hãy nắm tay nhau rời khỏi nơi đây, tạo dựng cho mình một chân trời hạnh phúc. Đừng tiếc thương vì một kẻ không may, tôi sẽ ở lại đây để nhìn con thuyền cho đến khi khuất bóng. Vì tôi biết lần này là ra đi vĩnh viễn, sẽ chẳng có buổi quay về. Tôi ngồi đây dõi mắt theo người, cầu cho giấc mơ trọn vẹn. Lòng tôi cũng nghe rưng sầu, tình anh tôi xin ghi tạc. Vẹn tình trúc mai trọn chúc cho hai người hạnh phúc. Mẫn, Diêm ơi,
dì mới lên hả? Trời ơi con mừng quá à. Dì khỏe không? Khỏe. Còn bay sao có vẻ mệt nhọc vậy? Có bầu hả? Bao lâu rồi? Dạ hơn 3 tháng rồi. Bà con với mình bình an hết hả dì? À, dì lên đây với... Bà con mạnh hết á. Họ gửi lời thăm vợ chồng cháu. Mùa rồi dì bán được mấy gốc cam của cháu, dì mang tiền lên cho cháu này nè. Ôi có bao nhiêu đâu, dì cất đó mà ăn trầu. Con có lấy đâu. Đâu được. Cái nào phải ra cái nấy. Mùa rồi nhờ bón phân làm gốc cho nên có trái xài lắm. Dì đơn chiếc thấy mồ à, mà còn lo bón phân chi cho thêm bận. Dì đâu có làm nổi, thằng Hải nó làm đó. Phân diêm gì cũng của nó mang đến hết á. Dì cho con gửi lời cảm ơn anh ấy. Ân nghĩa gì? Nó nói coi con như bạn bè. Nó còn cầu mong cho con với chồng của con có hạnh phúc nữa. Nhưng Mẫn à, bấy lâu nay dì xem con như là ruột thịt, nay dì nhìn thân sắc của con không được bình thường, nghe con có buồn phiền điều chi. Số phận rủi may làm thân con gái lắm thiệt thòi, có lẽ ông trời ghen ghét hồng nhan. Con có gì buồn nói cho dì nghe coi, để dì có giúp được con không? Ê chờ tao một chút nha, tao vô nhà rồi tao sẽ ra ngay. Em làm gì mà anh về mặt mày buồn vậy? Ai đây? Ai ạ? Tôi đây nè cậu Khánh. Chắc cậu không nhớ tôi đâu. Sao lại không? Vì mười ở cạnh nhà vợ tôi dưới quê chứ ai. Vì thấy tôi nhớ dai không? Hay lắm. Nhưng còn có những điều đáng ra cậu phải nhớ, nhưng sao cậu lại vô tình. Cậu không cần nhớ tới tôi là ai, mà cậu nên nhớ kẻ đang kề cận cậu đêm ngày. Vợ của tôi thì làm sao tôi quên được, bằng cớ là đi đâu thì tôi cũng quay về. Nhưng cậu về trong trạng thái như vậy, chỉ tôi làm khổ thêm vợ con. Dì nói gì mà tôi nghe lạ vậy? Ngày nay chúng tôi đã đủ ăn rồi, thì việc giao tiếp với bạn bè có sai xỉn chút đỉnh, ôi có gì mà phải lo. Lẽ ra chuyện gia đình cậu tôi không có quyền nói, nhưng từ lâu tôi coi con Mẫn như con cái trong nhà. Tôi lẽ nào mắt lắp tai ngơ khi đêm đêm nó phải đổ lệ khóc thầm. Thôi gì chớ có lo dông dài cho thêm mệt. Tôi là đàn ông làm chủ trong gia đình, tôi biết cư xử với vợ tôi như thế nào. Vì lên chơi rồi về, đừng nhiều chuyện chi mất công. Anh Khánh. Phải, dù sao tôi cũng là người dưng, lẽ ra tôi không nên nhiều chuyện. Ngày nãy tuy là cậu đã hoàn toàn bình phục,
những điều đáng nhớ thì cậu đã vội quên rồi. Con Mận nó đối với cậu bằng một tình thương cao cả tuyệt vời. Nó đã quên thân mình lo cho cậu, chịu cực khổ trăm bề cho cậu được ăn no. Cũng vì lo cho cậu mà nó phải dâng phụ người ta. Tình nó dành cho cậu ví như trời bề. Thế sao duyên chưa nồng, tình chưa thấm, cậu lại chạy theo bông vàng son ruồng lấy vợ của mình. Ai nói với gì tôi ruồng rẫy vợ con thôi chứ? Đàn ông ra đời ăn chơi chút đỉnh thì đâu thể gọi là ruồng bỏ vợ con. Tôi đâu thuộc loại đàn ông suốt ngày ru ru bên lưng vợ. Mà thôi, tiền đâu? Đưa tôi đi, kẻo tụi nó chờ tôi ngoài ngõ kìa. Sao lúc anh thập tử nhất sinh không thấy người bạn nào, nay mới có tiền ngoại quốc gửi về, ở đâu ra lắm bạn bè vậy? Ôi đàn bà biết gì, bản chí cốt đó. Thôi đưa đây. Mận, con đưa tiền cho cậu ấy đi đi. Đây nè, cả một mùa cam của tôi đó. Cũng tạm đủ một chầu. Thôi đi nha, dì ở chơi dì Mười. Con khổ quá dì Mười ơi. Dì thương con lắm, nhưng cũng không biết cách nào để giúp cho con đây. Con cảm ơn dì, nhưng dì Mười ơi, có lẽ trời cao đã đặt cho mỗi người một số phận riêng, mà tạo quá đã ban cho. Dù cho cuộc sống có trăm đắng ngàn cay, mặc cho duyên phận có lúc rủi lúc may, nào có ai khổ sở cả một đời, rồi vì tính con sẽ tìm được nụ cười. Giờ con chỉ biết phó mặc cho số mạng, cho cuộc đời đưa đầy dần xoay. Thôi dì về nghe, con đừng quá buồn phiền, nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng có hành động thiếu suy nghĩ nghe chưa. Nếu con có muốn về quê sanh nở thì dì nuôi cho, đừng có ngại. Dì tốt với con quá à. Con cảm ơn dì. Dì nhớ cho con gửi lời thăm bà con ở dưới. Sao Thiên Hương, nãy giờ con nhận thấy các món ăn ở đây như thế nào? Con không ngờ lâu ngày xa xứ nay trở về ăn lại những món ăn thuần túy của quê hương, thật là ngon lắm đó Mami à. Thì mẹ đã nói với con rồi mà, có gì vui cho bằng quê hương của mình. Và cũng có các món ăn Tây Âu nào mà ngon miệng bằng các món ăn đặc sản của quê hương mình được chứ. Dạ phải đó Mami, bởi vì nãy giờ con đã thử qua các món đặc sản của quê hương mình. Canh chua nè, với cá bông lau, cá rô kho tổ ngon hơn sơn hào. Mẹ thì lại thích món này. Món gì má Mi kể con nghe. Mắm kho rau sống nè, ôi thật là tuyệt vời. Lúc thở nhỏ mẹ thường thấy yêu lắm, là bởi vì mắm thấm vào lâu. Bây giờ trở lại quê hương, Mami được ăn mắm chắc ngon vô cùng.
vậy đó con. Ý chết, mẹ quên nữa. Quên gì vậy mami? Mẹ quên điện thoại cho bà bạn mất rồi. Thôi, con ngồi đây chào mẹ một chút nghe. Dạ, lẹ lẹ nghe mami. Ừ, mẹ vào liền. Thôi mẹ đi à nghe. Dạ. Mình hãy vào trong quán này đi. Đúng đúng, quán này cũng được lắm đó. Tụi mình vào đây đi tụi bay. À đi đi mấy anh đi đi. Công nhận bữa nay anh Khánh chơi sộp quá mấy anh ha. Không sộp sao được mày. Lâu ngày mình gặp lại mà. Cố chi gặp lại cố chi, phải vậy không Khánh? Đúng vậy đúng vậy. Mà nè, các anh hãy chọn thực đơn đi. Hôm nay chú Khánh của mình khác xưa rồi nghe. Tao nói cho tụi mày biết, chú Khánh không còn là dân xe ôm thở trước, nghèo sơ sát thì đâu. Khánh mấy lâu giải dầu, nhưng đến nay đã giờ. Vậy thì mình đừng lo, cứ kêu mồi thả ra. Tôi nghe qua có lý, bởi vì Khánh ngày nay trong khá chưa rất nhiều, chẳng có lo nghĩ nhiều, nên bây giờ đổi thay. Trước nhiều nghe. Dạ. Đúng quá được chứ. À nè chủ quán, hãy cho những thức ăn mà tôi đánh dấu vô đây nghe, 5 món hết thảy. Bữa nay tha hồ mà anh em mình nhậu nghe. Nè nhớ đem bia nhiều nhiều nghe. Đúng đúng, bữa nay tụi mình không sai, nhất định không về. Đúng rồi, rồi. Không sai không về phải không? Bây giờ tôi mời các anh hãy nâng ly để mừng bạn bè xe ôm của chúng ta lâu ngày gặp lại. Mời vô. 100% đi. Vô đi, vô đi. Vô. Bây giờ nghe, tụi mình vô thêm một ly nữa. Chúc mừng cho thằng Khánh trước đây gặp nạn, nhưng bây giờ thì hết nạn rồi. Vô. Và lại còn phước may vô hạn. Vô. Vậy thì ta hãy uống cạn ly này luôn. Cạn ly, cạn Khánh, Khánh, cạn, cạn Khánh. Đúng vậy. Bây giờ thì tôi đã có tiền rồi. Anh em cứ việc ăn nhậu thả ga đi, đừng có lo gì hết á. Bởi vì đã nhiều năm qua, tôi tưởng rằng mình bạc phước trên đời. Nghèo hèn mồ côi, chạy xe ôm để kiếm sống vậy thôi. Đâu ngờ vẫn có bà con thân nhân mới đi về nước, và đã kiếm tiền nên tôi mới được như ngày hôm nay. Thật là phước bay, xin chúc mừng cho Khánh được sang giàu. Và còn nghe đâu có cô bạn gái Việt kiều trẻ trung. Đúng là cùng anh Khánh, bởi xưa hai gia đình cùng nhau hẹn ước nay ngày trùng quan. Đúng rồi, đúng quá rồi. Khánh giờ đây trở thành giàu có, còn được vợ đẹp nữa nè. Và lại, và lại còn vợ con ở dưới quê nữa. Ờ, đúng không? Đúng, đúng, đúng. Ủa, vậy còn vợ con mày ở dưới quê sao hả Khánh? Thì bỏ cha con mắm đó đi để cưới con khô này chứ sao. Đúng vậy không Khánh? À đúng rồi, bỏ luôn, bỏ con kia đi. Các anh đã hiểu lầm lòng của tôi hết rồi. Hiểu lầm là sao Khánh? Có nghĩa là anh... Tôi không thể nào bỏ vợ con ở dưới quê tôi được. Ủa, sao kỳ vậy? Bây giờ sắp có vợ Việt kiều, vừa giàu, vừa đẹp, mà. Nhưng trong lúc tôi gặp nạn, nếu như không có người vợ của tôi đem về dưỡng nuôi, thì làm sao tôi sống ở trên đời với ơn sâu ấy. Lẽ nào lại quên, hơn nữa hiện nay tôi đã có con rồi. Đó là núm ruột, sợi dây vô hình, thiêng liêng ràng buộc tình chúng tôi không thể chia phôi. Mày đây nói ra như vậy, nhưng còn cô bạn ấy thì tính sao? Chắc là cổ sẽ sốt đau, bởi vì chẳng được
gần nhau kết tình chồng vợ. Ấy là do tại số phận chúng tôi không duyên không nợ nên đành phải chịu. Như vậy là anh từ chối mối tình của cô bạn gái Việt Kiều chứ gì phải không anh Khánh? Đúng vậy. Và anh giữ trọn lòng chung thủy với vợ con anh ở dưới quê phải không? Đúng luôn. Vậy thì em xin chúc mừng anh và thay mặt tất cả anh em bạn xe ôm xin chúc mừng anh và hoan nghênh anh. Hoan nghênh anh vô vô khách vô. Vậy thì mời tất cả hãy nâng ly để mừng cuộc gặp lại của chúng ta đầy vui tươi. Dạ đúng vậy vô. Chào em. Ủa anh Hải, anh lên bao giờ? Anh ngồi chơi để em lấy nước. Không cần đâu Mẫn à, anh lên đây đâu phải để uống nước của em hay đợi chờ một sự tiếp đãi ân cần nào khác, mà với anh em hãy tỏ thật lòng em với bao cay đắng tuổi buồn. Kể từ lúc em ra đi, bỏ lại những chân tình sau lưng. Gần một năm qua em như đã hưởng được nghe gì, khi em đã dành cả cuộc đời mà không một chút gì tính toán. Của con người chớ có quyết định nào của trời đâu. Anh đã tự góp chết con tim để cho em được hạnh phúc vuông tròn, nhưng anh đâu có ngờ rằng. Thôi xin anh đừng nói nữa, cuộc đời nào ai biết trước. Giờ đây gạo đã thành cơm như chim đã vào lòng son, còn bay nhảy được sao? Mẫn, nếu vì một chút sai lầm để rồi trọn đời em phải đeo mang sầu hận, thì anh khuyên em hãy mau dừng lại. Đừng để nỗi bất hạnh kia đeo đằng đến để dùi cuộc đời trong bất hạnh, vô tình làm nơ than cho kẻ khác bước lên. Mẫn ơi, nếu em đã chọn sai con đường thì giờ đấy vẫn còn kịp cho em dừng chân lại. Em đừng quá thủ cửu câu, trai thì năm thế bảy tiếng, gái chính chuyên thờ một ông chồng. Của anh dành cho em vô cùng sâu đậm, xin cho em hẹn anh kiếp khác. Còn trong kiếp này dù cay đắng thế nào, em đã chọn rồi thì không thể nào đổi được đâu anh. Em cảm ơn sự quan tâm của anh, nhưng em đành phụ lòng anh. Mẫn, Mẫn,
đúng là một chuyện tình tuyệt đẹp. Kìa, cô là ai? Cô tìm ai ở đây? Cô là... Tôi là ai? Việc đó không quan trọng. Vì tôi đến đây là không phải tìm anh, thì việc gì tôi phải nói chứ. Còn việc tôi đến đây làm gì thì dĩ nhiên tôi cũng không có rảnh rang gì để mà đi dạo khơi khơi. Khi tôi đặt bước đến đây dĩ nhiên là phải có dụng ý sẵn rồi. Cô có việc gì thì mặc kệ, nhưng mà cô tìm ai mới được. Mà mất lịch sự ghê à ha. Vì tôi mất lịch sự nên tôi mới khám phá ra anh và tôi cùng chung một mục đích. Anh có biết hiện giờ đây tôi và anh là kẻ đồng thuyền chung hội, như những người khách bị bỏ rơi trên chuyến xe chiều. Lạc lòng bơ vơ trên ga vắng lặng buồn, tôi và anh đã vượt đường xa tới đây có chung một mục đích, một tâm nguyện giống nhau. Giờ anh đã thất bại rồi, còn tôi cũng đang gặm nhấm sự chua cay. Dù muốn hay không, tôi và anh có chung sự đồng cảm. Một sự bại thua mà không hề cho chiến trường giáo đấu, một nỗi đau mà không ai cố tâm mang đến cho mình. Cô nói gì mà tôi không hiểu? Sao cô biết chắc là tôi và cô có chung một mục đích mà bảo rằng cả hai đã thất bại hả? Anh đừng giả vờ không biết chứ. Đừng cố tạo cho mình một tia hy vọng mong manh. Tôi biết anh như một kẻ giữ vườn hoa, lo dung phân tưới nước để rồi cánh bướm từ đâu bay về khúc nhụy. Còn tôi là người lữ khách ở phương xa, về quê hương để tìm con đò cũ. Nhưng về đến sông xưa thì con thuyền đã tách bên, để tôi lạc lòng bơ vơ trên chính quê hương mình. Sự thủy chung của anh đã làm cho tôi mến phục, nhưng tôi khuyên anh đừng nuôi hy vọng có ngày cá đỏ về lại ao xưa. Tốt hơn là anh nên về quê cũ và tôi cũng lên đường với tâm sự. Bây giờ có lẽ anh biết tôi đến đây với mục đích gì rồi chứ. Thôi, bye bye chiến hữu nhé. Con người gì mà kỳ cục, ở đâu vô đây nói một hơi nào là đồng hội chung thuyền rồi bỏ ra đi. Còn gọi mình là chiến hữu nữa chứ. Thiệt. Mẫn ơi, Mẫn. Ủa, bà là ai? Bà đi làm nhà rồi cũng nên. Sao cậu biết làm nhà? Theo tôi kẻ làm đó phải là cậu mới đúng. Nhà của nó đây hả anh Xui? Dạ tạm thời nó ở đây.
Để tôi gọi nó ra nha bà chị. Khánh à, Khánh ra ba bảo coi. Thì ra bác đây là ba của anh Khánh à. Cậu là ai mà biết tôi? Dạ cháu là bạn của anh Khánh. Anh Khánh đi vắng rồi, chỉ có vợ của anh ấy ở nhà thôi. Thằng Khánh đi vắng, chỉ có vợ nó ở nhà? Dạ. Ủa, vợ nào? Còn cậu là ai sao ở đây? Để cháu gọi vợ của anh ấy ra gặp bác. Mẫn ơi Mẫn, có khách nè em. Ủa, sao lại có chuyện này anh Xui? Chị yên tâm đi, chắc là hiểu lầm thôi. Tôi đâu cưới vợ cho con tôi bao giờ. Dạ xin chào. Ai vậy anh Hải? Đây là người bạn của tôi, cũng từ bên Mỹ trở về. Cô đây là... Dạ con xin chào. Dạ chào bác. Dạ thưa bác, dạ con là... Cô muốn nói cô là vợ của thằng con tôi chứ gì. Xin lỗi cô, năm xưa vì hoàn cảnh nên khi gia đình tôi rời đất nước, không thể mang nó theo cùng. Nhưng suốt trong thời gian qua, cha con tôi vẫn liên lạc thứ tư, nên tôi chưa hề nghe con tôi bảo là nó có vợ. Chuyện trăm năm quan trọng vô cùng, tôi nghĩ ít ra nó cũng xin phép cha mẹ mình, chứ đâu có lý nào nó cưới vợ êm ru. Dạ thưa bác, có lẽ anh Khánh chưa báo kịp, bởi thời gian qua anh ấy bị bệnh chưa lành. Chớ hai người đã chung sống với nhau lâu rồi, và hiện giờ anh ấy cũng sắp có con. Còn cậu là ai sao lại biết rõ chuyện gia đình của người khác tận tường? Cậu có quan hệ gì với cô gái kia? Tại sao trai đơn gái chiếc ở trong nhà? Quan hệ của chúng tôi chỉ là bè bạn, tương trợ lẫn nhau trong sáng vô cùng. Bác cứ đợi chơi, chờ anh Khánh trở về, anh ấy sẽ trình bày cho bác rõ đầu đuôi. Tôi chỉ có thằng con trai chưa có vợ, nên làm sao mà tôi sắp có cháu nội. Bà chị đây sẽ là mẹ vợ của nó, và chúng tôi chuẩn bị cho nó làm lễ thành hôn. Hai ba cứ ở chơi đợi anh Khánh quay về, để hai ba bàn tính chuyện hôn nhân. Đừng bận tâm đến sự có mặt của kẻ này, sự thua thiệt bao giờ cũng dành cho phần hồng nhan. Kìa Mẫn, em nói gì lạ vậy? Dù sao em và anh Khánh cũng sắp có con rồi. Xin lỗi, cậu nên cẩn thận lời nói đối với con tôi, nhất là khi có mặt mẹ vợ của nó. Sự việc như vậy cũng khó mà xác định cái bào thai kia là của ai lắm đó. Xin lỗi bà, tôi cũng không cần biết là tôi mang giọt máu của ai trong bụng. Thật ra tôi chỉ cần con tôi có cha nó mà thôi. Cha nó là ai cũng được, nhưng chắc chắn không phải là cháu nội của tôi rồi. Ngài anh Khánh nửa mê nửa tỉnh, chẳng thấy ai nhìn nhận thân nhân, cũng chẳng thấy ai ban cho viên thuốc miếng cơm. Giờ bình phục có lắm người nhìn nhận, người ta coi con mình như một món hàng sẵn sàng ném đi không thương tiếc. Để rồi khi cần đến, người ta sẽ lượm nó lên săn sóc yêu chiều. Mà không cần biết do đâu nó còn trên dương thế, nó là một sinh vật tự sanh tự diệt. Nhưng tôi chưa hề nghe con trai tôi có vợ. Tôi e rằng có sự lầm lẫn hay chăng? Chính anh Khánh và cô Mận đây đã gắn bó từ lâu. Tuy không có cưới xin nhưng cũng tình
sinh trong giờ. Tôi còn sống đây chứ chưa có lìa trần. Nếu nó muốn gì nó cũng phải chờ ý kiến của tôi. Phải chi lúc anh ấy lên bàn giải phẫu, phải chi chờ ý kiến của bác thì tốt hơn. Và những khi đói rách thiếu ăn, phải chi có bác lúc đó ban cho viên thuốc. Thôi, cô không phải nói nhiều. Tôi nhất định không nhìn cô làm vợ của thằng con trai tôi. Và cái bào thai kia chắc gì của nó. Sự chịu đựng con người cũng có mức. Giờ mời ông ra khỏi nơi đây. Kẻ ra đi tôi nghĩ là cô mới đúng. Cô đang ở trong ngôi nhà của chúng tôi mà. Được rồi, nếu vậy thì tôi đi. Bởi giữa chúng ta khó có sự hòa hợp. Kìa Mẫn, em bình tĩnh lại đi. Cứ đợi anh Khánh về rồi mọi chuyện sẽ rõ. Em không nên bỏ đi như vậy. Ông à, theo tôi thì nên đợi con ông về để hỏi lại con ông, chứ không nên đuổi cô ta như vậy. Sao cậu lại nóng lòng lo cho cô quá vậy? Chuyện của người đâu cần phải cậu giữ vô. Ai là... Các người im đi. Mẫn, Mẫn, Mẫn à, tỉnh lại đi em, Mẫn. Đó, đầu đuôi câu chuyện là vậy đó. Bà nói cho con nghe đã, tùy con định liệu. Có lẽ nào, chắc ba hiểu lầm rồi. Hải cũng là người ân của con đó ba. Người ân? Ai có ân với con ba sẵn sàng đền đáp. Nhưng ba khuyên con nên sáng suốt. Đừng vì chút nghĩa ân mà bị thiên hạ cấm sừng. Nghe đâu cô ta đã có thai. Mà có chắc gì cái bào thai đó là của con? Mẫn đã có thai? Thật vậy sao ba? Con không hay biết gì sao? Cũng phải thôi. Có phải con của con đâu mà nó cho con biết. Ba là đàn ông, nhưng khi lập gia đình ta phải lựa chọn nơi xứng đáng. Đừng dây dưa với con gái nhà quê ấy làm gì. Không ba ơi, không phải là con qua đường đâu, mà là con muốn kết chặt cuộc đời với cô ấy. Khánh à, ba từ xa về đây để nghe con nói câu đó hả Khánh? Ba ơi, công ơn cha mẹ như trời biển, con không thể nào dám cãi lời ba. Nhưng nếu những ngày quá, nếu không có Mẫn thì khi ba trở lại quê hương thì mồ côi đã xanh nề cỏ, con nào đâu để cho ba thương xót. Ân nghĩa con
tình nghĩa cha con chấm dứt những nơi này. Ba là ba của con, ba chỉ nói một lần. Ba ơi, con xin ba đừng buộc con làm điều giống phụ. Dẫu biết rằng nếu con nghe lời thì cuộc sống vàng son chờ đợi. Bằng ngược lại thì một tương lai tối tăm đang chờ sẵn bước chân mình. Nhưng không vì thế mà con gọi tình yêu bỏ con trớ trọi. Mấy năm qua con vẫn hằng mong ngoài nơi quê người ba hạnh phúc yên vui. Nay con không muốn theo ba lìa quê cha đất kỳ tổ, nhất là bỏ mồ má mẹ con nhang khói lạnh lùng. Vì hoàn cảnh ba phải xa con, nhưng thỉnh thoảng ba vẫn gửi tiền về cho con ăn học mà. Con cần tình thương, mà Mẫn là chỗ dựa tinh thần. Con cần Mẫn hơn những đồng. Ngày nay con quán trách ba đó phải không? Không, con nào dám trách chi ba. Nhưng con muốn ba biết là ngày nay con đã có một cuộc sống riêng, mà cuộc sống đó là do con tạo lập. Sao ba nỡ đành buộc con phá bỏ để làm con người tham đó bỏ đắng. Ba ơi, ơn sanh thành con không dám cãi, cầu xin ba cho con giữ trọn câu phu phụ chung tình. Ngày nay ba về đây có hai điều cho con lựa chọn. Một là con cưới Thiên Hương để cho gia đình sum họp. Còn hai là kể từ giờ phút này, quan hệ cha con mình sẽ trở thành nước lá người dân. Ba, con gian ba mà ba. Nếu nó không muốn thì anh cũng không nên ép buộc. Kìa chị Xui, chị nói vậy là sao chị Xui? Có sao đâu, tôi với anh định làm Xui tổ chức cưới rồi đưa nó sang bên ấy. Nhưng nếu cậu ấy không muốn thì thôi, ta không nên ép cậu ấy. Con cảm ơn bác. Chắc có lẽ Thiên Hương cũng không phiền giận gì cháu đâu. Nó ở trong nhà, nếu muốn cháu nên gặp nó, hai bên cũng nên nói một lần cho nó hết. Cảm ơn bác. Con xin phép ba. Chị Xui, tại sao chị dễ dàng chịu thua nó như vậy? Cái mấu chốt chuyện này không phải là do cậu ấy, mà là do cô gái kia. Nếu như anh làm cách gì đó cho cô ta rời bỏ cậu Khánh, thì làm sao mà cậu chẳng bằng lòng theo anh? Chị thật là sáng suốt, có vậy mà tôi cũng không nghĩ ra. Tôi thấy cô ta cũng nghèo, lại bầu bì, chuyện cần thiết là tiền. Mà tiền thì ta không thiếu, sao anh không vịn vào nhược điểm đó, rồi bảo gì mà cô ấy không nghe? Cảm ơn chị, tôi sẽ làm theo lời chị. Giữa chúng ta còn gì để nói chăng? Thiên Hương, anh xin lỗi em. Anh... No, anh không cần phải xin lỗi tôi làm gì. Giữa chúng ta tuy có lời hứa hôn giữa hai gia đình, nhưng cũng may là tôi kịp bừng tỉnh giấc mơ. Mà tôi đã ôm ấp từ phương xa, thật ra thì tôi cũng còn may mắn. Nếu không phải là kẻ thứ ba đi phá vỡ hạnh phúc của người ta. Thiên Hương ơi, em không nên nói vậy. Em nào có phá vỡ hạnh phúc của ai, chính
anh đây mới là người có tội, không giữ tròn lời hôn ước, để ngày nay về đây em phải lỡ làng. Rất may cho tôi là đã phát giác kịp thời, từ phương xa tôi trở lại quê nhà, không phải là để cướp chồng của người ta. Thiên ương ơi, em nói chi chuyện lạ đời, sao em lại cho là cướp chồng người? Dù gì chúng mình cũng có hôn ước từ lâu. Anh Khánh, trước đây tôi mến anh qua hình ảnh một thanh niên thật thà trung hậu. Nay nếu chúng ta không duyên không nợ, thì tôi xin giữ hình ảnh tươi đẹp kia để an ủi cho mình. Nếu thật sự chúng ta giữa chúng ta cũng đã có một thời tuổi thơ khắng khít và những ngày dưới mái trường kề cận bên nhau. Vì lẽ đó mà khi nghe bác trai đề nghị làm dâu, tôi đã sung sướng nhận lời mà không cần suy tính. Về đến đây tôi mới biết hình ảnh người con trai ngày trước giờ đây đã bị thời gian làm cho đổi thay rồi. Anh xin lỗi Thiên Hương. Hoàn cảnh cuộc đời đã gắn bó anh và cô ấy. Mặc dù anh vẫn trân trọng tình cảm của em. Anh nói vậy là lâu nay có hai tình cảm đang song hành cùng một lúc trong anh hay sao? Xin lỗi em, nhưng điều đó cũng đâu có gì lạ. Vậy thì giữa tình cảm của em với quãng đời niên thiếu và tình yêu vội vàng của cô Mẫn ngày nay, ai nặng nhẹ thế nào? Giữa em và cô ta ai ít ai nhiều? Anh đừng bận tâm vì lời hứa của cha mẹ mà dối lòng để phải ân hận về sau. Giữa anh và Mẫn cuối cùng chung cảnh ngộ, sự đồng cảm giúp anh vượt qua bất hạnh, nên giữa hai người dễ dàng nảy nở tình yêu. Kìa, sao anh đánh giá tình yêu dễ dàng như vậy? Sự đồng cảm dễ làm cho anh ngộ nhận, nên anh tưởng đâu mình yêu cô ấy, chứ thật lòng anh chỉ thương hại mà thôi. Không đâu, sự thật là anh đã yêu rồi. Qua những tháng ngày bất hạnh bên nhau, còn với em anh vẫn nghĩ rằng giữa chúng mình có tình bạn thâm thâm giao. Anh có thấy xấu hổ khi nói ra điều ấy không? Anh biết là anh có lỗi với em, nhưng xin em hiểu cho anh, một sự kết hợp mà không có tình yêu thì không làm sao có hạnh phúc được. Thiên Hương ơi, cuộc đời của em còn dài, em sẽ gặp một tình yêu mới. Ok, điều đó dĩ nhiên rồi. Chẳng lẽ tôi lại phải chờ đợi anh? Cảm ơn, cảm ơn anh đã thẳng thắn nói thật lòng mình. Tuy có đau và thất vọng, nhưng cũng là may mắn. Cảm ơn là em đã thông cảm cho anh. Nhưng chỉ sợ là bác trai sẽ không thông cảm cho anh thôi. Không ai có thể rẽ chia anh và cô ấy được. Thôi, chúc anh hạnh phúc. Thank you.
Hôm nay lần đầu tiên tôi cảm thấy vui, kể từ khi tôi đặt chân trở lại quê nhà. Thế trước đây khi anh Khánh đi với cô thấy như thế nào? Rất là thoải mái, nhưng tôi vẫn không thấy thích thú. Tại sao lại có chuyện ngược đời như vậy? Anh không hiểu sao. Có lẽ là anh ấy thấy mình có lỗi lầm, nên anh ấy quá chiều tôi, nên không có sự đôi khang chơi nhau, mà ý thích chỉ có một chiều. Các cô quả thật là kỳ lạ, người ta chiều chuộng mà các cô cũng không chiều. Người này phải là phần thiếu của người kia thì mới đúng nghĩa bạn bè. Mình đâu phải thánh thần nên cái gì cũng phải đúng. Nếu người kia là cái bóng của mình thì ôi thôi, vô cùng buồn chán. Tôi không thể nào hiểu nổi các cô, người ta bảo đàn bà là rắc rối. Vì vậy nên anh mới thất bại chua cay khi đã có quá trình gần gũi bên nhau. Cô chế nhạo tôi đó, sao cô không tự nghĩ lại mình đi, có hơn gì tôi đâu. Anh làm gì vậy? Bộ tôi đạp trúng cái đuôi của anh sao mà anh bực bội vậy hả? Không phải là tôi mắc nghẹn khi nghe cô nhắc về chuyện ấy đâu. Vì xét cho cùng, tôi và cô cũng đồng thuyền chung hội mà. Tôi chưa thấy ai lại lo lắng cho người mình yêu một cách chân thành như vậy, dẫu biết là mình đã ở ngoài dòng tình cảm. Có lẽ vì lẽ đó đó mà tôi quý anh. Tôi cũng là con người bằng xương bằng thịt, có đủ ghét thương, chứ nào phải thánh thần gì đâu. Xin cô đừng châm biếm. No, tôi không hề châm biếm anh đâu, mà tôi nói ra những điều vô cùng nghiêm túc. Vậy tôi hỏi anh, nếu anh muốn, tôi sẽ giúp anh cơ hội đoạt lại cô ấy. Vì tôi biết là anh rất yêu mến cô ta. Ok. Thú thật là tôi vẫn còn yêu cô ấy. Vì không thể một sớm một chiều mà tôi có thể lãng quên. Nhưng tôi không vì sự ích kỷ của bản thân mà tôi lại muốn cho cô ta tan vỡ niềm hạnh phúc đã dày công ôm ấp bao ngày. Thà là tôi nhận phần thua thiệt cho riêng mình, niềm đau đó còn dễ chịu hơn là tôi chứng kiến sự bất hạnh xảy đến cho cô. Sự cao thượng của anh đã làm cho tôi mến phục, nhưng đâu có chắc là anh giúp cho cô ấy giữ vững tình yêu. Bởi vì ba anh Khanh không nhìn nhận con dâu, còn muốn đem anh Khanh ra khỏi vòng tay kẻ mà ông cho là thất học quê mùa. Tại sao con người ta lại cứ phải tạo bất hạnh cho nhau, trong khi cuộc sống còn lắm điều phiền lụy? Phần má hồng nên những dòng lệ lòng luôn đắng ướt phận hồng nhan. Anh nên tìm cách nào để giúp cho cô ta. Nếu như anh muốn con của cô ấy không mất cha, còn hơn là ở đó mà than trời trách đất. Thiên Hương, tôi nghĩ là cô sẽ giúp được cho cô ấy. Tôi van xin cô. Tôi chưa thấy ai có lòng lo lắng cho người mình yêu như anh vậy đó. Ok, nể lời anh, tôi sẽ giúp cho cô ấy. Cảm ơn cô. Không cần cảm ơn tôi, nhưng mà anh phải hứa với tôi một điều kiện. Được, bất cứ điều gì, miễn là tôi làm được.
là anh phải làm người yêu của tôi. Bác hãy cất tiền và về đi. Cháu không phải bán chồng đâu bác à. Cô Mẫn à, cô hãy nhận đi cho tôi được yên tâm. Dù sao nó cũng giúp cô vượt qua khó khăn lúc sinh nở. Tôi bằng lòng rời xa anh Khánh là để trả anh về với gia đình, chứ nào phải vì tiền. Chứ nào phải vì tiền mà tôi vong phụ anh đâu. Xin bác yên lòng về lo chuẩn bị lễ thành hôn. Cháu sẽ ra đi cho anh ấy được yên tâm. Mà làm đứa con hiếu thảo với gia đình. Cô Mẫn ơi, như cô biết, tôi chỉ có mình nó là con. Trước lúc mẹ nó mất, còn dặn tôi phải lo cho nó nên người. Tôi biết vì nó nặng mang ân nghĩa của cô, nên bây giờ đây tôi muốn cô nhận cho số tiền này để cho tôi yên bụng. Cha mẹ ơi, nơi cõi xa xăm cha mẹ có hiểu thấu. Người ta muốn lo cho con mình có một tương lai, sẵn sàng phân vợ sẽ chồng, cắt chia tình phụ tử. Con bỗng tuổi thân khi bên con không còn đấng sanh thành. Con ơi, mẹ đau xót khi con đi theo con đường của mẹ. Mẹ mong con hiểu giùm mà đừng trách phiền mẹ, khi con phải làm đứa trẻ không cha. Tôi nhờ ông nói lại với anh Khánh là đừng phí công tìm kiếm tôi làm gì. Nhìn biệt ông. Cô Mẫn, cô không lấy tiền sao? Cô Mẫn, anh làm cách nào mà cô ấy bằng lòng ra đi một cách âm thầm như vậy? Cô ấy quả là một người đáng khâm phục. Anh thấy tiếc rẻ con dâu của mình hay sao? Với bất cứ giá nào cô ta cũng chẳng rời xa thằng Khánh. Chỉ vì tôi năn nỉ cô ta về lời hứa hôn của mẹ thằng Khánh lúc tối trăng, chỉ coi như thế cô ta mới bằng lòng ra đi. Thì ra anh đã lợi dụng những lời trăn trối của người sắp chết mà không phải tốn một đồng bạc nào mà cô ấy vẫn ra đi à. Mẫn ơi, anh về nè Mẫn ơi. Ủa, chào ba. Chào ba. Ba đến đây hồi nào? À, còn vợ con? Cô ta đã đi rồi. Và con nhắn là bảo con không nên tìm cô ấy. Ba, ba đã nói gì với cô ấy?
Ba có biết con còn có ngày nay là do sự hy sinh to lớn của cô ấy không? Ba đã nói gì để cô ấy bỏ đi vậy ba? Ba nào có nói gì đâu. Chẳng qua là cô ấy xấu hổ với ba nên không dám gặp con nữa thôi. Không, cô ấy không làm gì để phải xấu hổ với con. Có chăng là con phải xấu hổ với cô ấy kìa. Ba đã nói gì? Tại sao ba xua đuổi cô ấy chứ? Ba bảo là ba không hề xua đuổi cô ta. Nếu không thì tại sao cô ấy ra đi trong khi cô ấy đang đang mang trong bụng đứa con quan? Tại sao ba nói vậy? Vì cái bào thai đó không phải là của con. Chính cô ta đã thú nhận với ba như vậy. Cô bắt chân con đây làm chứng à? Việc đó tôi không biết à nha. Không, không bao giờ. Ba nói dối, mọi người nói dối. Ba ơi, nếu như ba không nhận cô ta là dâu thì có nghĩ ba cũng không nên gieo cho nàng tội lỗi sâu xa. Sao ba lỡ đang tay chia sẻ duyên tình cho én nhàn lìa đôi, cho con thơ sớm chiều lạc loài. Lời tôi trăng của mẹ bằng mọi cách phải lo cho con được nên người. Ba đã biến con thành kẻ giống thề thua loại thú cầm vô tri. Mận ơi, giờ này em ở đâu? Sao em lại bỏ anh? Anh có lỗi với em, anh có lỗi với em nhiều lắm Mận ơi. Khánh, con có còn coi ba là ba của con nữa không? Dạ thưa ba, ân sanh dưỡng của cha mẹ suốt đời con không dám quên. Nhưng thế nào? Từ ngày má con mất, ba đã có cuộc sống khác. 7-8 năm qua con cũng có cuộc sống riêng của mình. Giờ con xin ba đừng bắt con làm điều trái đạo. Mày cãi lời cha mày có phải là kẻ trái đạo không? Thưa ba, con bất hiếu không nghe theo lời ba là cốt giữ tròn cấu chung thủy, dạng đạo làm chồng giữ đạo làm cha, chứ con không làm điều chi sai quấy. Nếu như ba không thương thì con đành mang tội bất hiếu với ba vậy. Thôi im đi Khách, con nghe đây. Nếu như con cãi lời của ba thì kể từ nay mỗi kẻ mỗi đường. Ba coi rằng con đã chết, còn con cứ coi là không có người cha. Ta chẳng còn liên hệ với nhau. Căn nhà này hãy trả lại cho ba, để cho ba thờ cung má con. Nếu như ba nhất quyết chẳng thương tình thì con cũng đành rời khỏi nơi đây. Kể từ nay giữa chúng ta không còn cha con gì nữa. Mày hãy liệu thân của mày đó. Mận ơi, em ở đâu? Mận ơi, sao em không chờ anh chứ? Hello Thiên Hương, em đến đây làm gì? Tôi không có quyền đến ngôi nhà này sao? Trên danh nghĩa tôi vẫn còn là vợ hứa hôn của anh mà. Thiên Hương ơi, tôi xin cô đừng đùa cợt. Lòng tôi đang rối rắm như tơ đây. Anh rối rắm là gì? Hai con đường lựa chọn phải không? Hôm nay tôi đến đây để khuyên anh đừng làm kẻ giống ân bội nghĩa để chạy theo miếng mồi phú quý. Từ xa xôi tôi trở về đây chẳng phải để lấy một kẻ bạc tình.
giữa hai chúng ta đã có hôn ước ngày xưa. Không phải vì thế mà tôi có tâm chiếm đoạt một ông chồng bạc nghĩa như vui. Thiên Hương ơi, tôi xin em chớ giận phiền, mà nên thông cảm giùm hoàn cảnh của tôi. Tôi nào đâu muốn cho em phải lỡ làng, nhưng tại số phận biết nói làm sao. Anh Khánh, hôm nay tôi đến đây không phải là để buộc anh làm hôn lễ theo sự sắp bài của cha mẹ hai bên, mà tôi muốn nói với anh, giữa chúng ta không thể nào thành chồng vợ, mà tôi đã tìm được cho mình một tình yêu lý tưởng. Để mai đây nơi đất khách đêm đêm, tôi không còn ôm gối mộng vọng hướng quê nhà. Tôi trở về đây bằng một tâm tư rào rạt chân trào, nhưng khi biết anh đã có một gia đình hạnh phúc, tôi bỡ ngỡ lạc loài thành kẻ đứng sau. Lòng tự ái của tôi bị xúc phạm, bằng mọi giá tôi phải chiếm đoạt cho được anh. Khánh ơi, nhưng tôi chợt hiểu ra hạnh phúc anh đang có là do anh và Mẫn dày công xây đắp dung bồi. Cảm ơn Thiên Hương đã hiểu tôi. Thật lòng tôi cũng đâu muốn làm cho đời cô gian dở. Anh không cần phải xin lỗi tôi, mà chúng ta nên cảm ơn phần sâu đã cho tôi gặp được anh ta. Cô đã tìm được một tình yêu mới à? Xin chúc mừng Thiên Hương. Anh ta cũng chẳng xa lạ gì anh đâu, nhưng sau lần gặp gỡ đó tôi mới biết mình sai phạm. Anh ta đã xả thân bảo vệ người mình yêu một cách chân thành trong tuyệt vọng. Tôi chợt thấy anh cao cả làm sao, còn tôi tôi thì sao lại phải buộc ràng vì lời giáo ước cũ, để rồi đi phá tan một hạnh phúc ngọt ngào. Cũng may là tôi đã nhận ra kịp lúc, và cũng không hề oán hận anh đã bỏ rơi tôi. Hạnh phúc là do chúng ta tìm lấy rồi đắp xây tạo dựng, chứ không phải do gia đình và những lời giao ước xa xưa. Thiên Hương, anh mừng cho em, cầu chúc em hạnh phúc. Còn anh đang lo cho Mẫn à? Anh yên tâm đi, chị ấy không sao đâu. Tôi sẽ đưa anh đi tìm chị ấy, nhân tiện để tôi có vài lời xin lỗi. Cảm ơn Thiên Hương, cảm ơn em. Chừng nào đói vô ăn,
nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để cho đứa trẻ. Con cảm ơn gì? Người ta có cha mẹ họ lo lắng cho con cái họ một tương lai tốt đẹp. Còn con Mận, dì Mười ơi, mồ côi nên chịu hầm Mẫn à, con không nên quá buồn phiền như vậy. Vì thật không ngờ cậu Khánh lại quá tệ bạc vậy á. Không can dự anh ấy đâu gì à. Con ra đi, anh ấy hoàn toàn không hay biết. Con còn binh vực cho cậu ấy nữa. Nếu thương vợ con, cậu ta mới đi tìm kiếm con chứ. Có lý đâu mà im lìm như vậy. Con đã nhắn là anh ấy đừng bao giờ tìm con nữa. Mà dì cũng tức nữa. Hồi nào bỏ con thân sơ thất sở, không có con, con họ có còn sống không, để họ về đây bảo là lo tương lai hạnh phúc. Con người bất nghĩa thiệt mà. Thôi dì à, chớ trách người ta, chỉ tại số của mình bạc phận thôi dì à. Thôi con cũng đừng buồn nữa, quay rảnh đi ăn cơm đi, dì về bên nhà nghe. Kìa, cô Thiên Hương. Hello, chị khỏe không? Cảm ơn cô. Cô đến đây là để tìm tôi hay là tìm... Tôi tìm chị. Riêng anh Khánh thì anh chỉ tìm tôi, chứ tôi thì không cần tìm ảnh. Cô đừng tự kêu như vậy. Nếu trước đây cô không tìm anh ấy thì ngày nay anh ấy đâu có tìm cô. Chị thông minh lắm. Chính vì vậy mà hôm nay tôi tìm chị là để sửa chữa sai lầm của tôi. Sửa chữa? Cô muốn nói gì? Cô có sai lầm gì mà cần phải sửa chữa? Thú thật với chị á, là từ ở phương xa tôi đã ôm ấp một giấc mơ. Một cuộc tình duyên trên chính quê hương, một giấc mơ mà từ lâu tôi ôm ấp. Nhưng về đến nơi thì giấc mộng vỡ tan, tôi căm hận anh Khánh bỏ rơi tôi. Nên tôi cảm thấy tự ái bị xúc phạm, muốn anh ta phải đền trả cho tôi. Ngần ấy thời gian tôi chờ đợi cái thời xuân của đời con gái mà tôi đã cam tâm chờ đợi bao ngày. Thì giờ đây cô cũng đã toại nguyện rồi, khi buộc anh Khánh lìa bỏ gia đình để cùng cô nối lại tình xưa. Thật ra thì tôi và anh ấy chỉ có tình cảm bạn bè, và tôi cũng không hề bắt anh ấy bỏ gia đình, mà chẳng qua là do ý muốn của người thân. Tôi có một phần tài sản hồi môn do ba tôi để lại, Bắc Đức thì muốn anh Khánh lấy tôi, một phần cũng do tài sản đó thôi. Nhưng hôm nay mọi việc đã rõ rồi, tôi không hề yêu anh ấy, và anh ấy cũng chẳng yêu tôi.
tình yêu không thể nào gượng ép được. Vì thế cho nên chị cứ yên lòng cùng anh Khánh xây dựng gia đình. Lời hứa hẹn ngày xưa không nên bận dạ, bởi bây giờ mọi việc đã đổi thay. Nhưng anh Khánh phải làm đứa con hiếu thuận, dẫu khổ đau anh phải làm vui lòng cha mẹ. Tôi bằng lòng chấp nhận sự bại thua. Chuyện hôn nhân kia là do tôi quyết định. Tôi đã không bằng lòng thì không ai ép được. Tôi đã chọn cho mình một hạnh phúc mới, và cả anh Khánh về với tổ ấm ngày xưa. Thiên Hương ơi, cũng là phận thuyền quyên, tôi rất hiểu lòng. Tôi không biết nói lời nào để cảm tạ cô đây. Chuyện nợ duyên do sự sắp đặt của ông trời, ta làm người không đường cãi được đâu. Vậy ra hôm nay cô đến đây tìm tôi để giải quyết chuyện này sao? Ngoài chuyện của chị và anh Khánh, còn chuyện của tôi nữa. Trở về quê hương lần này, tôi cũng làm lễ cưới, nhưng không phải với anh Khánh, mà là... Ai vậy? Tôi có biết người ấy không? Thôi, hãy vào đây đi. Có đủ mặt đây, anh không có gì phải xấu hổ với cô ấy. Em hãy tha lỗi cho anh. Không, anh nào có lỗi gì đâu. Phải, anh Khánh, anh cũng không có lỗi gì. Có chăng thì tất cả là do tôi đây. Giờ để sửa chữa, tôi trả anh Khánh về cho chị Mẫn. Còn riêng với bản thân cho mối duyên lỡ làng sẽ bền vững mối duyên ngàn năm. Mấy ai biết được duyên tình từ phương nào đến trong đời ta. Khánh, nay thương nhớ gửi trao theo bước chân của xa quê. Em chẳng xa rời quê